lời nói đầu tiên cho em xin chào mấy anh đẹp trai, mấy chị đẹp gái và mấy bác đẹp lão bên cửa hàng Thành Hợp ha. Em á là em chuyên về bán máy cắt cỏ nha, động cơ 2 thì, 4 thì và máy xô xích. Thì mấy anh mua máy bên em bây giờ vẫn còn được ưu đãi ha, ưu đãi cận Tết vẫn được khuyến mãi tặng áo thun nha khi mua một cây máy cắt cỏ ha. Đây. Có nhiều ngày em like gấp quá do khách chốt đơn làm không thể đó. Em quên quảng bá thôi chứ thật sự là máy bên em vẫn còn chương trình tặng áo thun nha. Để cho mấy anh có áo bằng đi ruộng và quảng bá sản phẩm với em nha. Đây một cái áo thun của em như thế này nha. Xe này xe to xe đại nha, em ăn rồi tùy theo áo thì em chốt máy thì em chụp chúng màu nào thì em tặng màu đó, nhưng mà phía sau áo đều có in logo cụ thể ha. Máy cắt cỏ cơ xích ở cửa hàng Thành Hợp, số điện thoại chốt đơn, hai số điện thoại vừa chốt đơn vừa xử lý đơn cho mình luôn. Rồi có địa chỉ cụ thể Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ đó. Mấy anh mấy chị mấy chú mấy bác có nhu cầu mà mua hàng các tỉnh lân cận, ví dụ như là ở Đồng Tháp nè, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang đó, An Giang, tỉnh như ở Long Xuyên, còn mình có nhu cầu mua hàng thì mình cứ đến cụ thể, địa chỉ cụ thể em cho, còn mà mình không biết thì mấy anh cứ kết bạn Zalo em gửi định vị, mình chạy qua tới nơi mình mua hàng ha. Vĩnh Long đồ đều chạy qua đều được hết nha. Còn mấy anh mà ở xa xa thì cứ alo cho em gửi hàng tới nhà được kiểm tra thử hàng rồi mình mới được mình hãy nhận ha. Thì đây em sẽ cho mấy anh mấy chị xem một cái phản hồi tích cực của khách nha. Hầu như là ngày nào em cũng có phản hồi tích cực hết, mà nhiều khi không có thời gian mà mình đưa lên thôi. Đây là một cái clip phát gần nhất là ngày 11/1/2024 nha. Đây là phản hồi của khách bên em. Thấy không gì? Em đọc nha mấy anh. Anh này tên là Võ Ngọc Huy, tiệm máy làm ăn có trách nhiệm nha. Máy tốt, gửi cho mình máy bình xăng bị hơi nứt. Mình có nói lại, shop đó đã gửi bù cho cái mới cho mình. Ok, mình đã mua hai máy Mitsubishi tốt, zin chạy cực ngon. Đó, đây là một cái phản hồi thực tế nha mấy anh. Thực tế tích cực của khách luôn. Nhiều khi gửi tới chỗ á, quá trình vận chuyển cái nó hơi đẩy mạnh xuống nó bị nứt, cho nên em kiểm tra hết rồi nó không có bị nứt ha. Thì khách alo thì em sẵn sàng gửi bình xăng khác em trả cho khách, đó là sự bảo hành của em đối với khách ha. Rồi quá trình sử dụng máy có vấn đề gì thì mấy anh cứ mạnh dạn alo bên em sẽ hỗ trợ cho mình một cách nhanh chóng nhất, kịp thời nhất để mình sử dụng ha. Khách tin tưởng mua thêm một cây nữa là ra hai cây và sử dụng tới bây giờ rất là ngon. Đó là phản hồi mới có hai ngày trước thôi đó nghe mấy anh, chứ không phải là lâu đâu. Đó cho nên mấy anh mấy chị mà lần đầu tiên mua hàng bên em cứ an tâm đi, mạnh dạn mua hàng ha. Bên em là đặt uy tín lên hàng đầu, khách trao niềm tin bên em sẽ trao chất lượng ha. Đó, có những cái đơn mà em đi trên Lâm Đồng, Đồng Nai á, Lâm Đồng là khách mua máy, mua sử dụng xong rồi như dạng như người ta đó, giờ hết điều kiện các bạn, cái tới tháng hết bên trồng trọt được hoặc là đi phát cỏ được, người ta sẽ đi làm thuê đó. Cái em mới đi xuống thành phố cắt cỏ thì có giới thiệu dùm cho em hai cây, ông khách đó mua hai cây về mướn, anh nói là mấy anh này là ở Lâm Đồng đi xuống cắt thuê cho anh, giới thiệu của em anh mua. Có nhiều cái phản hồi nó thực tế tích cực giả mang luôn, cho nên em mua hàng bên em đừng có mung lung đừng có sợ. Rồi hơn như thường lệ hôm nay em lên cho mình lô máy 13 cây ha, 13 cây cắt cỏ, trong đó có hai cây cưa xích nha, đó và kèm một cây cần mềm ha. Cưa xích bên em số lượng là có nhiều luôn nha mấy anh, mà nhiều, trong một cái clip em lên không có kịp á, thành ra là em lên sẽ có này có kia ha, em thối rồi. Mấy anh nào mà mình có hai cây này không vừa ý muốn kiếm cái đời máy khác thì cứ alo bên em gửi clip cho mình nha. Rồi hai cây cắt cưa bên em là top xuân này 39 ly nha. Cinewa này là Cinewa 360, này 40 ly nha mấy anh nồng đứng nha. Này sợi xích 91. Này xích 91 luôn. Phải không vừa, hay giống xích 91 vừa. Cái này xích 91 thấy nó thông dụng quá. 91 mới xích chuột. 91. 91 thông dụng luôn. Xuống. Không, nó ta bẻ xuống rồi. Thôi mày xử lý rồi mày. Rồi một cây Kawasaki này 1 triệu ha. Ryobi 1.3 triệu. Hàng bên em hàng lựa, hàng tuyển từng con nha em ha. Này Shingu Magu Yanma Nhật quên xài, này 20cc ha. Này 23cc. Quá đẹp, có trợ lực. Tung rồi luôn mấy anh ơi. Rồi này thì tung liền 23cc Magu Gabob Jin Qvic 2625 ha, có trợ lực. Rồi Magu Yanma 26cc
34 ly. Kubota tum gờ chạy chế 2 kim luôn. Rồi một cây Gowin 411 này nồng 40 ly nha em. Công suất là 41cc ha. Cuối cùng là một cây đeo lưng kêu Git 360 có trợ lực nha. Cái phiên bản này nó nhạy nổ ha. Hôm nay em lên lô chữ G nha, cho nên mấy anh mấy chị coi đúng chốt cho đúng chữ cái giùm em ha. Chữ G. Rồi số điện thoại đó mình chốt đơn nè. 0913136620. Số này có liên kết Zalo, Zalo tên là Mai Thị Thanh chị ha. Rồi bên em nhận ship hàng toàn quốc trên mọi miền đất nước. Được xem hàng test nổ máy trước khi nhận. Em không có lấy cọc nha. Cho nên mình coi cho kỹ rồi mình hãy chốt đơn giùm em nha. Cuối năm rồi cái gì cho nó suôn sẻ cái đó ha. Rồi, ví dụ cái máy em bán 1 triệu là em đã bao ship và kèm phụ một kiện 6 món nè. 6 món của em là có là một cái lục giác 4, một cái tiếp mở bugi mở đầu dao ha. Trắng cỏ trên máy có gọi thịt hơi không có buồn trắng cỏ mới. Một sợi dây đeo. Một cái đĩa dài 3 tắc đĩa mới nha và kèm theo một cái ổ cước 4 chấu. Trong cái ổ cước này nó có dây cước cho mình luôn. Đó là tổng 6 món này. Còn anh nào không lấy đĩa dài hoặc ổ cước thì mình có quyền quán đổi qua đĩa tròn. Ví dụ mấy anh nói là cho anh lấy tròn dài hoặc tròn cước thì em sẽ quán đổi theo ý kiến của mình. Đĩa tròn là đĩa zin theo máy về đĩa của Nhật nha em anh. Đó, đĩa của Nhật khá là dày dặn ha. Xịn sò luôn. Rồi gom cỏ nè, 100.000 cái nha. Anh nào mua máy mua gom cỏ em cũng ship, mà mua gom cỏ lẻ em cũng ship nha. Còn cái này là cái tua hít bơm nước 150.000 cái nha em nha. Tua hít này, máy này ngoài công năng cắt cỏ thì có thêm chức năng đó là bơm nước ha. Rồi cái này là trà rong riêu hoặc là phát cỏ gì được được hết ha. 100.000 một cái nhỏ, cái lớn này là 120.000 ha. Rồi cái này là nhớt hai thì. Nhớt hai thì này là em cũng đang sử dụng và sẵn em bán lại luôn nha em nha. Một chai nhớt này là 100.000 một lít. Một lít nhớt như vậy mấy anh sẽ thể sử dụng từ 20 đến 25 lít xăng tùy theo mình pha ha. Mấy anh mua giùm em một lít xăng pha với tỷ lệ là 40cc nhớt hai thì ha. Bóp nhớt qua đây nó sẽ lên cái men cái đường này xuống đây ha. Đó đây, khi mà mấy anh lường như vậy thì máy của mình chạy nó sẽ hơi ra khói đen một tí xíu, nhưng mà bù lại nó mát máy bôi trơn với tông nha mấy anh, chứ không phải nó ra khói đen nó hư máy không có đâu mấy anh, an tâm đi. Bên em đã thử rất là nhiều rồi. Rồi em khuyên mấy anh mua máy thì nên mua một chai như thế này ha. Xài hết xong rồi mình chừa cái vỏ này lại, mình lường. Khi mua ra của em không tiện thì mình mua chỗ khác để mình lường. Cái thứ hai, giờ khi shipper họ giao bất tử đó mình có nhớt để mình thử ha. Và để xài máy nó bền hơn thì mấy anh cắt cỏ hoài thì thôi, còn không cắt cỏ nữa thì mấy anh đổ xăng nhớt ra ngoài lấy cái bọc chùm cái đầu máy lại ha. Chạy cho nó bền, tại vì em nghe nhiều anh nói nhiều khi một tháng cắt chỉ có một lần thôi. Rồi đối với cưa xích á thì một cái cưa thì em sẽ tặng kèm một cái dũa, một cái vít chỉnh xăng, một cái tiếp mở bogi đầu dao, một cái bao lam nha. Ha. Đó. Rồi bây giờ em sẽ test máy cho mình xem nha mấy anh. Rồi test máy cho mấy anh xem nha mấy anh, ủng hộ em được cái gì mấy anh ủng hộ nha. Cho like đồ cũng được nha mấy anh. Bấm like đăng ký kênh đồ ầm ầm lên giùm em đi. Có trợ lực. Công tắc hả? Bốn kilo ba. Rồi làm bốn tắc. Cái này là tắc nó nhảy về chế độ mở luôn, quá xịn sò. Rồi mày phát xích cho chị coi luôn đi Dung. Rồi phát xích nha mấy anh. Đây. Rồi mở đây. Đó. Phá xích luôn ha. Đó, cái này là một cây cưa đến tấp xuân tay cục nha, màu đỏ siêu đẹp nha mấy anh. Cái phiên bản này em thấy hình như theo cái ưu điểm đầu tiên là nó có trợ lực ha, nó có trợ lực mà áo nhựa cho nên nó rất là nhẹ nha, nồng nó tới 39 ly lần nha mấy anh. Ra bóp nè, rồi tắt nè, máy này mà tắt xong luôn vậy nó nhảy về chế độ mở cho mình luôn. Không mấy anh này, mấy anh bấm tắt như thế này, mấy anh bấm cái nữa nó mới nhảy về chế độ mở nha mấy anh. Đây tắt này ha, mở là nhấn lại cái nữa là nhảy về chế độ mở nha. Đây tay cục
quá đẹp cho cây cưa này luôn. Rồi phía trên này là nắp xăng pha nhớt, phía dưới là nắp nhớt lam ha, nắp màu đen là nhớt lam nha, có sữa gỗ luôn, xài xích chuột nha em anh. Cái mặt xích này nó còn khá là dày, quá đẹp ha. Đây tem còn chữ Oregon rồi luôn ha, quá trời đẹp. Đẹp không thì vết chưa thấy chày xước gì trên đây ha. Rồi cái đầu chặn xích còn luôn nha, quá đẹp, bô khói zin, ốc máy dưới đây mà còn trắng tư này mấy anh thấy không đó. Rồi cái nhất lam của nó thì ở chỗ cái lam của nó thì xài hai con ốc ha, xịn sò luôn nha, quá đẹp. Rồi cái con ốc chỉnh tăng đôi xích thì nó nằm dưới đây nha mấy anh, đây nằm dưới đây. Mã này thì mấy anh chốt giùm em G1 39 ly 2.100.000 đồng ha. Máy chạy siêu khỏe nè, tại vì nằm tới 39 ly lần mà. Rồi anh ơi, anh ra lấy tiền gì mà nó cọ cái túi khó ngộ quá. Rồi kế tiếp là cây Cinewa nè, là 5kg nha. Rồi em sẽ đo chiều dài cái xích cái bao nhiêu nha em anh. Đù 4 tấc rưỡi nha em anh, khá là dài. Xích này cũng xích 91 nha em anh, đó rất là dày dặn ha. Xích 91, công suất 36cc, máy này nồng 4 ly ha, nồng đứng nha em anh. Một cây Cinewa nồng đứng. Đây, ốc 7 màu còn quá đẹp nha. Cái le của cây máy nằm ở đây nha. Rồi kéo cái này ra ha, kéo ra khởi động xong đẩy lại, công tắc máy nằm ở đây, đẩy lên là mở. Cái này thì cái nắp xăng pha nhớt nó nằm phía sau, nắp nhớt lam nó nằm phía trước ha. Made in Japan, quá thông số luôn nha mấy anh, em anh thấy không, quá thông số luôn. Cái lam người ta còn Oregon dập thẳng vô đây luôn ha. Ốc này ốc tăng đưa xích nha mấy anh, quá đẹp. Xài xích 91 giùm em. Ốc còn 7 màu khá đẹp ha. Một loại nồng đứng nha. Máy móc đồ còn xịn sò ha. Cái này là một cây cưa tay dài nha, tay dài. Rồi mã này thì anh nào kiếm máy lớn để mình hạ cây đứng rồi đó ha, thì G2 40 ly 2.600.000 giùm em nha. Tỉa nhánh thì thôi bao mượt mà luôn. Đấy, ba sáu mươi có hiểu chưa? Làm cái đồ lai cưa đi anh Hợp, cho nó đẹp. Kawasaki nha mấy anh. Anh nào kiếm máy mà mình nhỏ nhỏ, mình phát cỏ gia đình, phát cỏ cho trâu cho bò ăn đồ đó ha, bơm nước đồ nha, thì kiếm giá tầm triệu thì tham khảo cái máy này nha mấy anh. Hay em này em thấy nó chạy rất là ổn định luôn đó. Mấy anh nhìn giùm em cái lốc máy nè, chạy chế này là em lên chế mới rồi nha em nè. Chế mới 2 kim, bình xăng lớn là nó bể thành 2 bình xăng mới, nhưng mà bình xăng bên em nó rất là dày dặn ha, nó giống như là bình xăng zin mà đẹp đấy, chứ không phải nào mỏng manh đâu nha em anh, rất là dày dặn. Anh nhìn giùm em bô khói nè, sáng trưng như bóng đèn xe hơi luôn. Chạy thì máy này nó sở hữu là tum 260 nha em anh, tum rời ha, này công tắc nha đó, ốc còn 7 màu nè, tum 260 cho nên mình tháo rời đầu máy ra đều được nha. Đây lắp bắn tĩnh điện màu đen ha, cùng máy thì màu vàng luôn, ốc chưa xét nha em anh, ra giữ ha. Đó, trắng cỏ đầu bò zin, đầu bò còn màu vàng, nước sơn vàng luôn nè, nước sơn zin thử theo máy đó nha bạn, quá xịn sò. Giá chỉ có 1 triệu thôi, G3 30 ly 1 triệu, bao ship phụ kiện này đủ ha. Cái đó là Ryobi.
Ryobi này là 2350. Là gần 24cc, nồng nó 32 ly ha. Anh nào kiếm máy nhỏ nhỏ, nhỏ về cái gì? Nhỏ về cái trọng lượng á, là mình cầm lên nó nhẹ, nó dễ phát cỏ ha. Cái thứ hai nữa là nó có trợ lực nè. Đó, có trợ lực. Và máy này á, thì chạy ổn định nha. Máy bên em này là cái này zin toàn tập nha em ơi. Mẫu này khá đẹp. Quá đẹp, quá liền lạc luôn. Sở hữu này là chế máy cưa nha em ơi. Chế zin chế máy cưa. Bình xăng lớn rồi zin nha. Cái này là nó vừa túi tiền luôn đó. Đây. Thùng nha. Này dày dày dặn luôn nha em ơi. Công tắc nằm ở đây. Tấm liền, tấm nhựa ha. Hai ta đôi lớn, ga giữ nha. Lắp zin. Đầu bò zin theo máy nha em ơi. Mã này thì chốt giùm em G4 32 ly, 1.300.000 đồng ha. Rồi kế đến là Singu nè. Singu giá bao mềm, nồng 34 ly, công suất 26cc nha. Máy này mà mấy anh đập cước hơi ngon lành vô tư ha. Phát cỏ mà cỏ dày dày, cỏ to to thì em bao cho mình xài luôn. Đó. Bù khói nè, trắng tư máy zin nha em anh. Nồng bít tông đổ dày dặn luôn. Bình xăng lớn zin. Cái này thì nó chạy chế zin một kim quanh bà rồ nha. Chứ quanh bà rồ nó sẽ dập sau lưng rồi nha em anh. Là chế zin. Đó. Thông số nè. Thun đồ còn dày dặn ha. Tim liền tim nhựa nha. Tắt nè. Đó. Ốc còn 7 màu luôn nha em anh. Quá trời đẹp cây máy này luôn. Hai ta đôi ra giữ ha. Lắp zin. Đầu bò zin nha. Đấy. Máy này mẫu này là có 1.400.000 thôi nha em anh. Mấy anh chốt thì G5 giùm em. 1.400.000 đồng ha. Rồi. Tế ma gu danh ma nè. Một cây tim liền, một cây tim gời nữa nè. Chơi đẹp luôn, xuất sắc cho cây magu này em nha. Hàng tuyển mà nó đâu phải thường đó, rất là đẹp nha. À, ốc dưới đây nó còn trắng tư luôn nha em, phun nè, quá trời đẹp. Magu này zin toàn tập nha, nồng 30 ly, công suất 20cc, một cây máu ái máu mà là màu xanh lá nè, quá trời đẹp luôn, đẹp mà nói chuyện cả lắp bắp luôn nè. Sở hữu chiếc zin luôn nha em, ốc là ốc zin không ái hết, quá đẹp. Đó. Xịn sò từng chi tiết nhỏ luôn ha. Mấy cái máy này chạy dữ lắm, lợi xăng luôn nha em ơi. Tiết kiệm xăng cho mình á. Đây tôm liền tôm nhựa ha. Tôm tắt nè. Ốc máy trắng tư nha em ơi. Hai ta đôi lớn ra giữ nha em ơi. Ốc 7 màu nè. Trắng cỏ, đầu bò zin theo máy ha. Mã này chốt giùm em G6 30 ly 1.400.000 đồng nha em ơi. 1.400.000 đồng. Rồi, tới thằng Magu 23 nè. Bên này em ưng hết sức cái lô máy này, cái nào có ném Maru nó đẹp mấy anh ơi, xuất sắc. Cuối năm giá rẻ bèo ha. Áo máy trắng tư nha em, màu xanh quá trời đẹp luôn. Đây, tem này nó còn luôn nè. Máy vô khói nè. Nồng 32 ly, công suất 23cc, mà cái phiên bản này nó có trợ lực á mấy anh. Trợ lực chả, trợ lực loại sao lớn á. Mấy anh kéo thẳng dây ra, buông nhẹ về ha, cho nó qua tua và nó nhảy nổ nha. Bình xăng lớn zin nè mấy anh thấy chưa? Quá đẹp. Chạy chế zin luôn nha. Chạy chế zin ra ngang quanh bà rồ luôn. Quá trời đẹp cái máy này luôn nha mấy anh ơi, xuất sắc. Thun nè, trời ơi nó dày á nghe, chưa có sử dụng gì luôn. Lóc dập mát in Japan ha.
em quay từng chi tiết nhỏ cho em ăn xem. Mà cộng điểm cho nó là nó sở hữu tôm rời, tôm nhôm 260 nữa, cho nên mình tháo mùi rời đầu máy này ra mình đấu thuốc được luôn ha. Quá đẹp, đẩy lên là mở, đẩy xuống là tắt nha em ăn. Thấy chưa, hai ta đâu lớn ra giữ theo máy ha, lắp zin đầu vòi zin ha. Mã này chốt giùm em G7 32 ly chỉ có 1,5 triệu thôi nha em ạ. 1.500.000 đồng cho cây maru vừa tôm nhôm tôm rời, mình có phiên bản trợ lực luôn ha. Ma. Đây cũng là một phiên bản nữa nhưng mà thằng này nó tôm liền nha em ạ. Công suất 23cc nồng 32 ly. Mấy anh nhìn ở trong hình sau thì ở ngoài nó vậy ha. Điện thoại này điện thoại nó thật chân thật chứ cái dưới cái máy lắm, nó không có xài áp ảo đâu nha em ạ. Thấy vô khó đẹp chưa? Đó. Bình xăng lớn zin tròn tập hết ha. Sở hữu chế zin nha. Nhìn những cái máy này các em nhớ con ông khách. Mua cây xài thử rồi mua dùm thêm sớm 3 cây nữa là 4 cây. Trời ơi, cái máy này bây giờ bán á, mà anh bán được là toàn là khách giới thiệu là nhiều, chứ khách mới bây giờ á như chưa vô dụng người ta chưa có dám mạnh dạn mua á. Bán còn là anh bán khách cũ rồi không, quay lại người ta giới thiệu dùm mình đó. Đây nè, khách máy đẹp chưa, mấy cái đài máy này chạy ổn định, ít hỏng quạt lắm nha mấy anh, cái chốt Maru mấy anh cứ an tâm ha. Lóc dập mắt in Japan nữa nè, máy trắng phiếu tung liền tung nhựa nha. Công tắc nằm ở đây ha, hai tay đâu lớn ra bóp ra nha. Đầu bò gì, đầu bò có chén chống màu nọt, chén chống con cỏ luôn ha. Mã này chốt giùm em G8 1,6 nha em, 1,6 cho cây mango. Rồi kế đến là cây kiêu vít nè, Echo mà giá tầm 1,8 triệu thì mình chốt cây này ha. Đó, Echo này cái ưu điểm đầu tiên là nó có trợ lực nha. Rồi cúp điện. Cái ưu điểm đầu tiên là nó có trợ lực, trợ lực này trợ lực lò xo lớn nha, kéo phát luôn về nhảy nổ. Cái ưu điểm thứ hai là chạy chế zin theo máy chế ngang ngang nha. Có bộ tản nhiệt rồi nữa nè. Bình xăng này thì em thấy chế từ xài từ sử dụng từ nửa lít xăng ăn lên ha. Và mấy cái máy này chạy siêu bền nha em ạ. Tuổi thọ 4-5 năm luôn đó mấy anh ơi. Rất là bền, chạy cực kỳ là ổn định luôn. Đây một khói. Quá đã ha. Mát in Japan. Tôm nhôm nghe em ạ. Máy này tôm nhôm nhưng mà tôm liền. Cái tôm nó có cái áo ở ngoài bảo vệ cái tôm luôn ha. Phiên bản Eco. Hai tờ đầu lớn, ga giữ, công tắc trên ghi đông nha. Cái này mình đẩy xuống là mình tắt, đẩy lên là mình mở nha em ạ. Chú ý công tắc giùm em. Đầu bò gì? Đầu bò có chén chống quán cỏ ha. Cái chén chống quán cỏ là cái chén bằng như tờ giấy như gì rồi, chén chống quán cỏ nha em ạ. Đây 26cc. Mã này chỉ có 1,8 triệu thôi, nên anh chốt thì G9 giùm em. 1,8 triệu. Rồi tới Magu Gen Ma. Chạy siêu khỏe nha, nghe tiếng máy là biết rồi đó. Mà cái này đời cao nha, mà chạy khỏe nghe tập rất là đã luôn đó. Máy này liền lạc quá đẹp mấy anh ơi, mình thấy bình xăng lớn trắng sáng chưa đó, nó có màu đỏ thì một cái lớp nhựa dưới đây nữa ha. Quá đã. Maru Yanma sở hữu chế zin quanh rồ đồ luôn nghe mấy. Rồi cái này thì lóc có dập mắt in Japan,
nó dập một cái đường thẳng ha. Chữ Maru Yanma đây, Maru nó nằm thẳng xuống đây nha, là Maru Yanma nè, phun nè, đầy đủ ốc mái trắng phiếu nha em, nó liền lạc cho cây màu hồng này luôn. Một con tôm liền tôm nhựa ha, công tắc nè đó, ra bóp viên hai tờ đầu lớn nha, chán cỏ nó bể rồi nên bù chán cỏ khác. Đầu bò viên, đầu bò có chén chống bòn nữa, chén chống quấn cỏ nha em, đầy đủ ha. Mã này chốt cho em GM 34 ly có 1.8 nè em. Cái Kubota nè, rồi Kubota này 263 nha mấy anh, là đề cao nó là hơn số 3 chỗ này, thường thường nó 26cc này 263 nha, đồng 34 ly. Cái phiên bản này nó chạy khỏe, nó tiền ở chỗ là nó chạy chế hai kim nha mấy anh, chạy chế hai kim chế Vinh Quanh rồi tiết kiệm xăng đó, máy thì liền lạc bình xăng lớn gì, tim nhôm tim gà 260 nha đó mấy anh, tháo đầu máy ra đấu thuốc được luôn nha mấy anh, nước sơn chưa bị rớt nước sơn luôn ha, tim 260 tim rời tắt hai tay đâu lớn ra giữ nghe mà tắt nằm ở đây, chắn cỏ đầu bò Vinh nha. Mã này chốt cho em G11 34 ly 2.100.000 đồng ha. Đây máy khủng long nè, Robin NB411 ha, công suất là 41cc, nồng nó 40 ly đó. Một cây Robin áo nhựa nha, công tắc một cây Robin áo nhựa, mấy anh nhìn dùm em cái bô khói quá đẹp nha em ha. Đó máy này thì nó sở hữu chế hai kim chế Vinh luôn nha em ha, quanh rồ đồ luôn nha ha, bình xăng lớn Vinh nè em anh thấy chưa, quá đẹp, trắng cỏ đầu bò Vinh nha đó, đầu bò nước sơn Vinh nè ha đó, lắp còn tem thông số Vinh nè, cùm nước sơn Vinh nè ha. Đây tông xẹt tông màu vàng hết, quá đẹp quá xịn sò cho cây 411 này nha ha, giá chỉ có 4 triệu thôi mấy anh, chốt thì G12 dùm em 4 triệu em bao ship phụ kiện đầy đủ nha, về mấy anh thổi lá phát cỏ trà gâu kêu làm đa chức năng luôn, thích gì làm đó nha em ha. Rồi Kivit này là Kivit 360 nha em anh, khủng long bảo chúa ha, công suất là 36cc, nồng nó tới 38 ly. Cái phiên bản này nó có trợ lực nha em anh, chạy chế là chế với tông ga ha, chế với tông ga thang máy, phiên bản có trợ lực, bình xăng lớn đồ Vinh đây, cái càng của người ta chưa bị xét chưa bị gì ha, chưa bị gách chưa bị bung nha. Máy này G13 dùm em, giá chỉ có 2.500.000 thôi nha, 38 ly, 2.500.000 đồng. Cái bộ khói nó đáng phiếu ha, cái này nước sơn Vinh nó bị chóc ít thôi chứ không sao nghe em anh, 36cc ga giữ, công tắc nằm ở đây, một tay cầm đầu bò Vinh ha. Rồi anh nào thích đeo lưng thì inbox em, rồi em chào và hẹn gặp lại, tạm biệt.